Tính ra tôi chơi cũng tiết chế đấy nhỉ. Nếu không ấy, cũng bay lên trời như thằng Vương rồi. Sẽ có công thức mới. Uống thoải mái, không sợ bị nghiện. Đó là cái mà tôi theo đuổi. Sẽ chẳng có ai làm sao cả. Ông anh nói gì tôi không hiểu. Mục tiêu của tôi là không gây nghiện. Người dùng có thể tự quyết định sử dụng nó hay không. Dạo này ông anh pha chế nhiều quá, chắc thần kinh rồi. Càng ngày chúng nó càng phải nghiện hơn, ngập sâu hơn chứ. Nếu không gây nghiện, nó sẽ trở thành thứ nước uống phổ biến hàng ngày, không thuộc trong danh mục cấm. Khi đó khách hàng của chúng ta không chỉ là một rúm những thằng nghiện như cậu, mà là tất cả mọi người. Hôm nay ông anh lạ quá. Hay là muốn chơi đồ với tôi? Nếu thích ấy, anh em mình chơi mất người luôn. Xe cứu thương lúc nào cũng ở ngoài đợi. Mấy thằng nghiện như cậu không hiểu được lý tưởng của tôi đâu. Cũng phải nhỉ. Ông anh là cha đẻ của nó mà. Cha đẻ ơi, cha đẻ cho con hỏi, tại sao cha đặt tên con là nước khoai? Vì nó vui vẻ, hạnh phúc, cảm giác tối thượng ưu việt mà. Đúng rồi. Con tưởng mình con bị thần kinh thôi, hóa ra cha đẻ cũng bị tâm thần. Đấy là cảm giác ai cũng mong muốn. Cuộc sống này, ai cũng muốn được giải thoát, được vui vẻ, được khoái cảm. Và chính vì thế, chúng nó mới nghiện. Chúng nó mới tìm đến ông. Và cả tôi cũng vậy. Nếu như tôi không nghiện ấy, ông chả có cái giá trị gì với tôi. Ông anh vừa nói cái gì nhỉ? Nói hay lắm. Ông nói như là bác sĩ tâm lý chuyên đi để chữa lành ấy. Ngửa bài đi. Đã bao giờ ông anh tự hỏi có bao nhiêu người chết vì nước khoái của ông anh chưa? Hả? Đã bao nhiêu người chết vì con đẻ của ông anh chưa? Mà cũng không cần đến nước khoái đâu. Tay của ông anh cũng làm hai mạng rồi. Thế mà nói đến những điều tốt đẹp à? Điều ạ. Ông anh đang nghiện này. Nhưng nghiện trong những lý tưởng điên rồ của ông anh. Nhưng cuộc sống này đâu đơn giản như thế. Cuộc đời này nó chó lắm. Và chính vì nó chó như thế, mình cần cho chúng nó nghiện hết, chết hết. Là sao? Để một thằng nghiện khai sáng cho ông nhé. Giới thiệu với anh em, đây là thằng em tôi, Đạt Sữa. Nhưng mà sau buổi ngày hôm nay ấy, thằng em tôi muốn trở thành đạt sắc. Anh em, chào đón thành viên mới đó. Anh ơi, hôm nay em uống nhiều sao ấy? Em đau đầu quá. Không sao, một vài lần là sẽ quên ngay. Hả? Bạn anh, làm viên thuốc cho tỉnh táo. Cái gì đây anh? Uống đi. À đây, thuốc này hơi đắng đấy, uống vào. Kìa, lên đi. Bài bi của anh. Lúc đó tôi có rất nhiều bạn. Tôi thấy mình thật vĩ đại.
và tôi tự hào về điều đó. Anh ơi, công an vào quán, anh ơi. Đứng dậy, yêu cầu anh theo chúng tôi về trụ sở. Đi. Chó thật. Nhưng lúc mình phê nhất thì chúng nó bỏ đi hết. Không đứa nào nhận mình sử dụng ma túy cả. Và thằng bạn thân nhất nó cũng đổ cho mình, ép nó chơi ma túy. Mà chính chúng nó mới là người đưa tôi vào cái con đường này mà. Nhưng mà đau nhất ấy là lúc mình cần gia đình bao bọc, mình cần gia đình đón mình về, thì chính gia đình mình lại để mình vào trại thương điên. Các anh ơi, em không làm sao, các anh cho em về bố mẹ. Các anh ơi, em xin các anh đi, cho em về nhà bố mẹ, em làm gì các anh ấy. Bố ơi, bố cho con về nhà, con xin bố đấy. Ở trong này, hết nghiện thì thôi. Không, còn ở trong này nhiều con điên mất, cho con về nhà bố ơi. Tao thả mang tiếng là có một thằng con tâm thần, còn hơn là bị nói nuôi một thằng nghiện. Dòng họ nhà này không chứa thằng nghiện, mày hiểu không? Bố ơi, mày cứ điên đi, điên rồi sẽ tỉnh. Thế nhưng mà nghiện ý, cả cuộc đời này mày bôi giò chắt chấu vào mặt tao. Bố ơi, bố cho con về nhà. Điên rồi, điên thì được thông cảm hơn là nghiện rồi. Ông có bố chứ? Chắc là có nhỉ. Ai mà chẳng có bố, nhưng bị bố ép để đến mức điên ấy.